Bác nào bị đau nhức chân tay, đầu gối thì mời các bác theo dõi video này nhé. Xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức khỏe đời sống HDT3. Và thưa với lại các bác, thì vừa rồi tôi có nhận được những cái câu hỏi của các bác như thế này. Và tôi sẽ làm video để chia sẻ lại đến cho các bác cũng như là giải đáp cho những cái bác đặt câu hỏi này nha. Thì ở đây có những cái câu hỏi như sau. Đó là bác Hạnh Trần Thị, 2 giờ trước khi mà tôi làm video này, bác có bình luận như sau. Cảm ơn cháu, bác đã thực hiện như cháu hướng dẫn. Bác đã ngủ rất ngon, rất mong hướng dẫn giảm đau khớp gối, rất mong cháu hướng dẫn, bác cảm ơn cháu. Đây là bác Hạnh Trần Thị. Và một bạn là Mai Nguyễn comment trước 11 giờ trước, bạn có bình luận như này. Em chào anh có thể giúp em chỉ về chứng bệnh của em ạ. Em bị tê tay từ cổ trỏ trở xuống, còn tê chân từ đầu gối trở xuống. Mong anh ra video hướng dẫn tìm giúp em biện pháp xử lý ạ. Em chân thành cảm ơn. Thì thưa với lại các bác, thì có rất là nhiều những cái bác hỏi về cái vấn đề bị đau xương khớp và đau chân tay này. Ở đây là có những cái bác có cái trường hợp bị đau ở từ khớp gối này, hoặc là đau tay, đau chân từ khớp gối này, từ cái bạn Mai Nguyễn này nữa. Thế thì tôi xin được chia sẻ đến các bác những cái người nào bị đau khớp gối này, sau đó là bị những cái vấn đề đau bàn chân này, đau từ cổ tay, khuỷu tay, từ cổ chân xuống, thì hãy theo dõi nhé. Và ngay bây giờ thì mời các bác chúng ta cùng theo dõi video. Vâng, và thưa với lại các bác, thì những cái tình trạng bị đau nửa khớp tay và đau tay, đau chân, đau gối như này là cái tình trạng do khí huyết không lưu thông. Đây là một trong những tình trạng bị tắc nghẽn các bác nhá. Và sinh ra nó bị, khi nó bị tắc nghẽn, nó ứ như vậy thì nó sẽ bị đau thôi. Vậy thì xin được hướng dẫn các bác này. Với những cái người cao tuổi á, thì những cái khớp mà bị đau ấy là do cái nguyên nhân đó là nó bị đặc biệt là khớp gối. Là các bác có thể biết rằng cơ thể chúng ta bao nhiêu năm ngày tháng, đúng không ạ? Chúng ta đứng với cái trọng lượng như vậy thì cái khớp gối chúng ta nó chịu một cái lực rất là lớn. Và khi cái khớp gối chúng ta đến cái thời kỳ nó hết những cái chất nhờn nó ra rồi, cái chất nhờn nó bị giãn, nó bị hết rồi, vậy thì cái lúc này hai cái xương nó chạm vào nhau và nó sinh ra cái tình trạng là đau. Và có những bác thì đi lại còn kêu lục cục nữa cơ. Vậy thì trước tiên tôi xin được hướng dẫn các bác những cái tình trạng này chúng ta sẽ áp dụng như sau các bác nhá. Trên cơ thể chúng ta có những cái địa điểm đồng ứng rất là hay. Thế thì với những cái người nào bị đau khớp gối, đau tay, đau chân, áp dụng ngay những phương pháp từ đây trở đi này. Đầu tiên đó là cái phần chân mày các bác nhá. Phần chân mày này này, chân mày này là những cái phần mà trong đồng ứng liệu pháp liên quan đến tay của chúng ta. Thế thì với những người bị đau tay thì đầu tiên là hãy trà dùng cái đũa inox hoặc là cái bút. Đấy, chúng ta trà thử cái đầu lông mày chúng ta này, hai cái đầu lông mày cả phần này. Các bạn trà thử xem là có chỗ nào đau không. Thì cái chỗ nào mà chỗ đau nhá, thì ta hãy dùng cái đầu bút ấy ta day vào, hay là cái đầu đũa inox của ta ấy, ta day vào, day 7 cái vào đó các bác nhá. Đấy là cái phần lông mày, hoặc là ta có thể dùng tay ta miết như này. Đấy, những cái người nào mà bị trẻ tuổi mà bị cái triệu chứng da mồ hôi tay chân này, rồi là đau mỏi chân này, lạnh chân tay này, trà vuốt cái lông mày thôi cũng khỏi được đấy. Rất là đơn giản mà hiệu quả rất bất ngờ các bác nhá. Đầu tiên là lông mày, tiếp theo đó là phần này. Trong đồng ứng liệu pháp ấy, thì cái chân của chúng ta ấy, nó sẽ bám xuống phần này này. Đấy, bám xuống cái phần này này. Thế nên là chúng ta dùng cái đũa hay là dùng cái ấy, hay là dùng cái bút ấy, hoặc là có cái bút dò huyệt ấy, ta trà khắp cái phần này các bác nhá. Trà khắp cái phần đầu này, trà như này. Những cái người nào mà bị chân tay đau mỏi tê nhức, trà luôn. Có thể là các bác chỉ cần trà cái phần lông mày và phần đầu hai bên mang tai đầu này thôi là đã hết ngay cái triệu chứng đấy rồi cơ. Đấy, đấy là phương pháp đầu tiên nhá. Đấy, nhưng các bác nhớ là phải áp dụng đủ này. Tiếp theo đến phương pháp thứ hai. Khi mà chúng ta bị nhức từ đây ra trở ra, hoặc là bị nhức từ cả cánh tay, thì cái nguyên nhân cơ bản nó lại không phải nằm ở trên tay của chúng ta là chính đâu, mà là ở gáy của chúng ta.
Các bác có thể biết rằng là cái phần ở cổ gáy của chúng ta này này là cái phần mà nó có rất nhiều những cái dây chằng cũng như là rất nhiều những cái dây thần kinh được phân bổ đi khắp nơi trên đầu rồi ra tay ra chân. Vậy thì chúng ta cái việc đầu tiên ấy là hãy massage ngay cái phần ở cái cổ gáy của chúng ta này. Thì hiện nay nó có những cái dây đai đeo móc vào đây này, móc vào vai, vào gáy này, đeo lên. Nó có bán trên thị trường, nếu như bác nào có thì có thể ta mua cái đó về ta đeo vào. Đấy, thì nó sẽ giúp cho các bác là được kéo giãn cái xương sống của chúng ta ra này, kéo giãn cái xương cổ của chúng ta ra. Cái xương cổ của chúng ta này rất nhiều người bị thoái hóa, đặc biệt là những người trẻ tuổi, những người ngồi văn phòng. Thì suốt ngày chúng ta ngồi với một vị trí, và khi mà chúng ta chỉ ngồi với một vị trí như vậy, cái xương khớp cổ gáy của chúng ta này nó bị ảnh hưởng. Thế nên là cái việc mà chúng ta massage được cái phần xương cổ gáy này là một trong những cái điều tuyệt vời nhất, các bác nhá. Thì cái cách massage rất đơn giản thôi. Nếu như chúng ta có được cái thiết bị ta đeo được đó thì tốt, không thì ta chỉ cần dùng là xoa tay thật nóng, sau đó thì đặt lên trên gáy này, sau đó thì miết, các bác miết cho cái cổ gáy chúng ta nó nóng ra. Cái phần cổ gáy này một khi nó đã nóng ra thì các bác có thể biết rồi, tất cả những cái thứ gì nhiệt tác động vào đều nở ra. Bởi vậy mà khi mà cái nhiệt nó tác động vào cái xương cổ gáy của chúng ta này thì lúc này những cái mạch máu, những cái dây thần kinh của chúng ta nó được nở ra và khí huyết nó sẽ lưu thông tốt hơn, là thứ nhất. Thứ hai, ba cái huyệt vô cùng quan trọng ở trên cái vai của chúng ta này, các bác nhớ ghi vào này. Đầu tiên đó là cái huyệt ở chỗ này. Đây là cái huyệt trung phụ, được cho rằng là cái huyệt tác động đến kinh phế. Bởi vậy mà phế là khí của chúng ta, khí huyết là liên quan tới nhau. Vậy thì các bác đầu tiên là phải bấm vào cái huyệt này. Đấy, cái huyệt này các bác xác định nhá, là cái đầu vai này, cái đầu xương vai này. Đi vào cái phần lõm nhất, đó là cái điểm huyệt. Thả lỏng cơ thể, thả lỏng vai, dùng cái tay của chúng ta bấm day vào, dùng cái ngón tay này, các bác day vào giữa này, day bấm vào, day bấm như này, day theo vòng tròn, các bác nhớ nhá, day theo vòng tròn. Là đầu tiên là huyệt này. Đấy. Tiếp theo là ở dưới nách, các bác nhá, dưới nách thì cái dưới nách này là các bác nhớ là sờ tay vào, bấm vào đúng cái điểm nào mà cảm thấy nó tê nhức ra theo bàn tay của chúng ta thì đấy là cái điểm để chúng ta có thể day bấm. Các bác nhớ nhá, day bấm. Đó, thì là chúng ta sẽ day bấm vào đấy, day bấm. Đó. Tiếp theo nữa là cái đầu vai bên này, đằng này. Các bác nhớ này, đầu vai bên đằng này. Đối diện là từ bên đằng trước chúng ta ra đằng sau thì đây cũng chính là cái điểm huyệt để chúng ta có thể day. Đó, day bấm như thế. Sau khi đã day bấm như vậy rồi thì bác nhớ này. Tiếp theo này là phần ở dưới cái phần bắp tay của chúng ta này, các bác dí tay vào như này sẽ thấy này. Có những cái điểm ta dí tay là thấy này, nó giật ra những ngón tay. Dí giật như điện giật luôn. Đấy, cái chọc vào chỗ nào mà cảm thấy nó có đúng cái điểm giật đấy thì đấy chính là cái đường để day. Lúc này á là day bấm, đôi khi những người đang bị đau buốt nhức tay nó giống như là chúng ta được tháo cống ấy, một cái là nó hết luôn, nó giảm ngay vì nó bị tắc ứ như vậy rồi. Chúng ta chỉ việc khai thông đúng một cái là nó giảm luôn. Đấy, thế nên là các bác day bấm. Có những bác ấy cảm thấy giác giống như là dùng thuốc tiên, bấm vào cái là nó khỏi ngay. Đấy, thì các bác day bấm nhá, day bấm cứ sờ vào chỗ nào mà nó day bấm nó nhức. Đấy, thì đây các bác cứ day bấm ở đây nó bắt đầu nhức ra đây này. Đấy, thì cứ sờ theo cái đấy và day bấm theo đúng cái đường day nhức đấy. Các bác nhớ nha, day bấm theo đúng đường day nhức ra đến phần cổ tay và bàn tay. Ra bấm, cứ day bấm chỗ nào day nhức, cứ day theo cái đường này, nó day bấm chỗ nào mà nó bị nhức, ta cứ day ra bấm ra. Rồi đến bàn phần ngón tay, các bác vuốt nhá. Các bác này, vuốt ngón tay này. Đấy, cứ vuốt ngón tay vuốt ra như này. Vuốt như này, vuốt từ từ, vuốt nhẹ. Các bác sẽ thấy là vuốt như này nó những cái đầu ngón tay chúng ta nó tức ra đến tận đầu ngón tay này. Thì đây là cái cách giúp cho những người bị đau mỏi khớp tay. Đau nhá, đau thậm chí những cái người đau không nhấc tay lên được ấy, các bác còn áp dụng. Và khi áp dụng bên tay trái xong, người ta áp dụng bên tay phải. Các bác nhớ nhá, áp dụng tay trái xong tay phải. Tay phải cũng áp dụng đúng y như cái phương pháp mà tôi vừa hướng dẫn bên tay trái thì các bác sẽ chữa được cái triệu chứng bị đau nhức này. Và tiếp theo nữa xin được chia sẻ đến các bác, đó là với những cái người bị đau đầu gối. Đầu tiên để chữa cái triệu chứng đau đầu gối, các bác hãy áp dụng như sau. Đầu gối bên nào đau, ví dụ ta đau bên phải thì ta đau chỗ nào thì ta chà trực tiếp bên trái đúng cái đầu gối chỗ đó. Các bác nhớ nha, đây là gọi là liệu pháp đồng ứng bên trái bên phải. Bên phải đau thì ta chà bên trái, mà bên trái đau thì chà bên phải. Thế thì có những người sẽ đau cả hai bên, đúng không ạ? Đau cả hai bên thì các bác này, đau cả hai bên các bác cứ chà cả hai bên đi đã. Chỗ nào đau ta cứ chà đi. Chà
cái phần đầu gối trước. Sau khi chà phần đầu gối xong rồi, các bác hãy day bấm vào cái phần ở bẹn của chúng ta. Tôi xin được đứng lên cho các bác nhé. Phần bẹn của chúng ta này là cái phần mà cũng sẽ có ba cái điểm giống như trên nách. Vậy thì chúng ta sẽ day bấm vào cái phần đúng ở cái phần bẹn này sẽ có cái điểm nhức, và phần bên dưới gọi là phần dưới háng của chúng ta đó thì cũng là cái điểm có ba cái điểm, và phần bên đằng ngoài các bác hãy tìm những cái điểm nào mà cứ bấm vào mà thấy nó bị tê ra xuống cái bàn chân, tê bấm vào nó như điện giật là đúng cái điểm để chúng ta có thể day. Thì lúc đấy các bác cứ day bấm theo cái đường tê bấm đó là các bác sẽ chữa được cái triệu chứng bị đau mỏi tay chân này rất là hiệu quả các bác nha. Vâng, và thưa với lại các bác thì trên đây là những cái phương pháp chữa những cái triệu chứng bị đau do cái việc là tắc nghẽn dây thần kinh. Thế còn nếu như bác nào bị đau bàn chân thì tôi sẽ chia sẻ các bác vào một cái video tiếp theo về những cái cách để ta chữa ở dưới đau dưới cổ, chân cũng như là bàn chân của các bác. Vâng, và nếu các bác cảm thấy video hữu ích thì đừng quên hãy chia sẻ nó cho anh em làng xóm bạn bè được biết. Vì tôi biết rằng rất nhiều người bị mắc phải những triệu chứng này nhưng lại không biết những cái cách chữa đơn giản như thế này, mà lại phải tốn rất nhiều tiền của mua thuốc này thuốc kia về chữa. Đôi khi chữa được, đôi khi chữa cũng chẳng được, và đôi khi mất tiền lại còn thêm bệnh vào người. Thế nên là các bác hãy chia sẻ cho anh em bạn bè được biết để cho nhiều người có thể chữa được những cái triệu chứng đau nhức xương khớp, đau nhức tay chân này các bác nha. Và đừng quên là giữ nút đăng ký và nút chuông nếu như cái nút đăng ký của các bác còn đang hiện màu đỏ, và nhớ là giữ nút chuông nữa các bác nha, vì tôi sẽ còn quay trở lại với các bác với rất là nhiều những video bổ ích khác nữa. Bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.